Hi, salut, xin chào. Hello, xin chào buổi sáng đầu tuần mọi người. Hôm nay là thứ hai ngày 16. Hôm nay nghe được nghỉ. Đi làm ở bên đây á, thích một cái là có rất là nhiều ngày nghỉ liên quan tới đạo Công giáo, cho nên là được nghỉ rất là nhiều. Mà mỗi lần á, nó dính vào thứ bảy chủ nhật thì sẽ được nghỉ bù với thứ hai và thứ sáu. Tuần này thì có ngày lễ Đức Mẹ Về Trời là ngày 15 tháng 8 hôm qua, cho nên hôm nay thứ hai nghe được nghỉ bù. Nghe đang làm trà sữa. Dạo này Nga có một cái công thức trà sữa học ở đâu ta, hình như trên TikTok thì phải. Nga sẽ sử dụng cái chai sữa này. Ở Việt Nam chắc là mua sữa Đà Lạt Milk được nhờ. Đà Lạt Milk hoặc sữa Long Thành ấy, mà đóng chai kiểu này nè. Có cái nắp to một chút. Sau đó mình sẽ lấy trà bỏ vào trong đây. Nga sẽ lấy trà đen. Mình sẽ lấy khoảng 3 gói. Này, gói trà như thế này nè mọi người. Mình sẽ bỏ vô trong cái chai sữa này trực tiếp luôn, không có cần nấu nóng lên gì hết. Nó vô lần trước thì Nga có thử làm hai gói nhưng mà nó không đậm đà lắm, cho nên Nga sẽ bỏ ba gói lần này. Đó, mình sẽ nhét vô. Ui, nó có trào ra không ta. Đó, sau khi nhét vào thì mình sẽ đóng nắp vào. Rồi mình để nguyên cái chai này nè, vô trong tủ lạnh. Không có cần nấu nóng hay là gì cả, chỉ cần bỏ trà vô trong sữa vậy thôi. Bỏ tủ lạnh trong vòng 24 tiếng hoặc là hơn một ngày gì đó. Rồi mình đem ra uống. Trời ơi, nó ngon như là trà sữa ở ngoài tiệm gì đó, ngon lắm. Khi mà mang ra uống thì mình có thể bỏ đường vô thêm để cho nó ngọt. Hiện tại thì Nga ngâm thì Nga không bỏ đường. Hôm nay Nga có hẹn đi uống với đồng nghiệp và Nga đang đợi tụi nó ở trong ga tàu. Trời ơi, tụi nó lúc nào cũng tới trễ. Em trong đây ngồi đợi tụi nó thôi. Đây là cái ga tàu người thích nhất ở Busan vì nó rất là sạch, nhìn nó rất là sang luôn á. Ở trên nó còn có kiến nữa nè, không? Đây là trà sữa hôm qua Nga ngâm nè mọi người. Nhìn ngon không? Đây là bánh waffle. Ngon luôn á. Buổi sáng uống trà sữa, ăn waffle. Hôm nay Nga được Linh và Bob mời đi ăn để mừng hai tụi nó đã làm xong thesis thạc sĩ. Trời ơi, bạn nào mà học thạc sĩ hay là học đại học nói chung á cũng rất là đau đớn, kiểu Nga hiểu được cái nỗi đau đó đó, cho nên là khi mà hai tụi nó hoàn thành xong rồi á thì cũng thấy ôi chúc mừng ghê. Hôm nay tụi Nga sẽ đi ăn một quán burger. The Hot Bar. There's a bluebird that lives in my front yard. Comes and he goes, but he's never very far away. Wonder if he's noticed me, watching his movements from the porch. Em đang nấu mì ấy. Gì anh ơi? Nhận rồi. Em biết thừa là cái gì rồi. Hôm qua em nhắn tin cho Phương á, sao em bảo là Phương ơi, chị phải mua máy chơi game thôi chứ chị buồn quá rồi, chị sẽ mua Ring Fit về chơi. Xong nó kêu là chị đừng mua vội, sao phải mua vội. Là em biết rồi. Ủa Thành cũng biết luôn hả? Thì anh đặt đi đi hội rồi biết. Em cũng đã biết anh mua gì đâu, con Phương nói vậy em tự hiểu thôi chứ em đã biết anh mua gì đâu. Đỡ phải mua. Chủ nhật mua pizza về ngồi ăn chơi game. Chơi game chung. Anh mua game luôn hả? Anh có này. Anh có hả? Nhóm vậy luôn á hả?
đồ đôi. Không, nhưng mà xài đồ ba với Phương rồi. Em đi lên đặt Ring Fit luôn đấy. Hello. Trời, nghe cảm giác lắm mà nghe mới ngồi vlog như thế này. Giờ lại toàn đi ra ngoài xong rồi đi ăn uống với tất cả mọi người. Nghe lại có một hộp đồ để unbox. Để vừa unbox vừa nói chuyện với mọi người. Cái vlog tháng 8 này chắc nó sẽ dài lắm này cho xem. Mọi người cũng biết đó, từ cái hồi mà Nga đi chơi về, Nga đi Paris và đang đi du lịch ở trong Mỹ xong ấy, thì tại vì nó có quá nhiều footage ở trong máy đi, Nga edit không có kịp, thành ra là Nga không có làm weekly vlog trong tháng 8 được. Mà ở trong tháng 8 cũng có nhiều sự kiện xảy ra nên chắc là Nga sẽ gộp lại thành một cái monthly vlog luôn. Hôm qua Nga vừa mới unbox quà của ông Ngọc xong, hôm nay Nga lại unbox một hộp quà nữa, quà tự mua cho mình. Đây. Hello, cảm ơn bạn đã tin tưởng đặt hàng Refa của Helen. Refa, mọi người cũng biết. Ồ, sao chị này dễ thương quá vậy? Thơn 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 thơn. Trời ơi, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng Nga cũng đã order được một cái Refa dành cho riêng mình. Thực ra từ trước đến giờ Nga thấy nhiều người xài mấy cái cây lăn mặt á, Nga rất là muốn có một cái. Nhưng mà mua mấy cái mà lăn đá bình thường á thì Nga nghĩ nó sẽ không có tác dụng đâu. Nga có tìm hiểu về thế giới các loại cây lăn mặt thì Nga có phát hiện ra cái hãng Refa này của Nhật. Nhưng mà khổ nổi á, nó không có chi nhánh hoặc là không có website, nói chung là không có ship qua châu Âu mà chỉ ở Nhật thôi. Mà bây giờ Covid thì Nga có về Việt Nam hay là về châu Á đâu. Cho nên là trời ơi, Nga cứ mong là một ngày nào đó nó sẽ có website và nó sẽ ship kiểu worldwide chẳng hạn. Nhưng mà không, mãi cho tới bây giờ Nga mới phát hiện ra là có một chị ở bên Đức, chị tên là Helen, chị có nhận order Refa từ Nhật qua châu Âu. Nga biết tới chị thông qua một người bạn, thông qua Mi á. Đó, khi mà Nga biết chị một cái là Nga nhắn tin cho chị ngay: chị ơi, em cần một chiếc Refa. Mà đúng lúc đó là chị đang sắp có một đợt hàng mới, thế là Nga đã nhận được sản phẩm ngay trong tay chỉ sau một tuần. Hạnh phúc muốn xỉu. Đây, để mở ra. Cái này chắc là cuốn sách hướng dẫn sử dụng quá, dày dữ rồi trời. Một cái guarantee card, thẻ bảo hành và rất là nhiều hướng dẫn. Chị Helen còn tặng cho Nga ba cái mặt nạ. Đây, và lúc mà mới mở ra thì có một bức tâm thư rất dài đây. Kiểu cách lăn Refa á, chị biết tiếng Việt cho nó dễ. Trời ơi, hạnh phúc chan chê. Xem nào, đây là gì? Đây là một chiếc túi để đựng, chắc để đựng đi du lịch. Đây là gì đây? À, cái này chắc là một cái khăn để lau. Và kể từ hôm nay Nga sẽ siêng năng sử dụng cái này, xem là cái mặt bự này nó có thon gọn được một chút nào không. Rồi, tiếp mục unbox chống bánh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nga xem nào, hình như thứ hai tuần sau Nga sẽ unbox thêm một thứ nữa. Hẹn mọi người tới lúc đó nha. Bún mọc phiên bản thập cẩm. Hôm nay Nga được mời đi ăn. Mọi người thấy nhà sinh viên của mấy bạn sinh viên ở Bỉ xinh không? Đây là nhà mà có hai bạn ở. Piano luôn. Nó không cho quay cái này nhưng mà Nga phải quay. Nhìn cái nhà của nó như cái tiệm tạp hóa luôn. Mỗi lần qua đây cảm giác như đi siêu thị gì đó. Coi sinh viên mà đầy đủ, dễ sợ hơn, còn hơn tôi nữa. Mọi người biết cái này là cái gì không? Như là đồ chiên khoai tây. Hai em ấy đã trốn. Mọi thứ đã xong xuôi, một vị khách quý đã đến rồi, nhưng còn một vị khách khác 40 phút nữa mới tới, có chịu nổi không? Được mời ăn mà 40 phút nữa mới tới. Thật là thông thứ. Sparkling iced tea nhìn giống bia. Cheers. Không có lên là liêu. Whiskey. Nhìn lên nhìn chết thêm. Chị nhìn nó múc quá. Ok ạ. Đúng là đồ nhà làm mà. Mấy hôm nay ở ngoài trời khá là lạnh cho nên nha, ở nhà rất là nhiều. Và đây chính là hậu quả của việc ở nhà rất nhiều, mua sắm trên mạng.
Ring Fit Adventure. Nhưng lúc được anh người yêu tặng cho cái Nintendo là phải mua ngay Ring Fit để có động lực tập rồi giảm cân. Với lại Nga có mua thêm một hộp, đây là mang bia viên nén uống để cải thiện tóc ấy. Dạo này tóc của Nga nó bị khô sơ rồi, xong rồi nó còn rụng rất nhiều. Mỗi lần mà hút bụi cảm thấy đau đớn lắm. Để uống xem là nó có tác dụng hay không. Lắp Ring Fit rồi thử thôi. Đầu tiên là có game nè. Cái ring là cái này gọi là gì ta? Cái band mà để quấn quanh cái đùi á. Ồ, cứng phết. Leg strap. Gọi là leg strap. Let's put on the leg strap. Mặc dù mặc váy nhưng Nga đã quấn cái ring con cho trong đùi. Đỏ hết mặt rồi. Cho mọi người coi vậy nha, Nga lại phải đi làm việc đây. Tới giờ đi làm rồi. Bye. Nga xin được kết thúc vlog tháng 8 bằng một cảnh tập thể dục với Ring Fit Adventure. Nhìn hơi thô nhỉ. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video này và hãy đón xem những chuyến đi thú vị mới trong tháng 9 của Nga nhé. Bye bye. It's been going too long, more than a nuisance. What has it done to the world?